Bạn là sinh viên khoa cơ khí ô tô. Bạn chuẩn bị tốt nghiệp đúng không? Bạn đã chuẩn bị được những gì khi đi xin việc? Bạn muốn có mức thu nhập bao nhiêu khi? Bạn muốn trở thành trụ cột trong gia đình? Đừng lo, ngày 4 tháng 11 năm 2018, tại tầng 2 nhà A3, hội thảo về cơ hội làm việc dành cho các bạn sinh viên. Khi tham gia hội thảo, sinh viên có cơ hội được học tập và làm việc ở nước ngoài, được giao lưu cùng các diễn giả, các anh chị đi trước. Ngoài ra, các bạn còn được tìm hiểu về các chương trình du học và kỹ thuật viên dành cho sinh viên đã và đang học tập tại các trường đại học cao đẳng ở Việt Nam. Đặc biệt là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ được nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất khi tham gia chương trình. Một môi trường học tập và làm việc năng động là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước nhà.